mua thì cần gì phải họ hành, quan trọng gì những các bạn cái chất máy thôi. Đúng, cái chất máy của em đấy. Đảm bảo khẳng định hàng của em là chuẩn chỉ. Các hết thời gian bảo hành chứ không mang đến đây chúng cháu hỗ trợ sửa chữa. Chú yên tâm. Đấy, trong buổi sáng ngày hôm nay chúng em rất hân hạnh được đón tiếp chú đến tận nơi tham quan và trải nghiệm một bộ dàn karaoke. Bộ của chú thì gồm đôi loa 720 màu xanh, một cục đẩy liền vang X7 DAC. Anh em chúng em vừa đã test hàng xong xuôi. Đã rất tuyệt vời. Cục đẩy X7 DAC là một trong những cục đẩy mà bọn em bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Phải nói là tự tin là đơn vị đi đầu tiên, tiên phong, cũng như là bán số lượng số 1 tại thị trường Việt Nam. Thiết bị này thì nó sẽ thay thế cho hoàn toàn những chiếc âm ly lỗi thời lạc hậu. Thì bên trong đã tích hợp sẵn tất cả các thứ. Bên trong là có sẵn giải mã này, nâng tiếng này, cổng quang này, vang số này, có đầy đủ các cổng kết nối như Bluetooth, nâng cổng quang này, kết nối không dây và đầu đọc thẻ nhớ USB để chúng ta có thể sử dụng một cách rất là đơn giản, dễ sử dụng. Chỉ bằng 3 cái nút to nhỏ của nhạc này, to nhỏ của echo và to nhỏ của mic thế thôi. Anh em chúng em hoàn tất cái nôi khâu dán tem bảo hành và đóng gói cho chú. Để các bác và anh em ở xa cũng vậy, thì khi mua hàng thì Hoàng Long chúng em sẽ gửi tặng đầy đủ dây dắt, cũng như là sẽ có can chỉnh sẵn cho các bác. Thời gian chúng ta chỉ việc cắm điện này và chơi luôn thôi. Và những cái thiết bị như này thì nó cực kỳ dễ sử dụng. Bên cạnh những cái thiết bị đẩy lên vang tích hợp thì một số anh em sẽ có những cái gu chơi là chơi đẩy rời vang rời, thì Hoàng Long chúng em cũng có phân phối đầy đủ cả các bác nhé. Có các loại vang, vang T9 Pro, vang 6G, vang K360 vân vân để ghép với những cục đẩy, hoặc chỉ đơn giản là muốn nâng cấp những cái âm ly cũ để hát cho nó hay hơn thì chúng ta có thể ghép thêm một chiếc vang vào nữa, hát cho nó trông hú tốt hơn. Chú gần đây không nhỉ? Bên quận 2 Bà Trưng. Chú theo dõi Hoàng Long lâu chưa chú? Mới cái cục đẩy này bây giờ mới để ý đến. Chắc là chú mới để ý thôi, cái này bán lâu rồi mà. Thì nó hay quá. Hay không chú? Dễ sử dụng nhỉ? Dễ sử dụng. Mấy chiếc hàng trong này chúng ta cái. Vâng. Ở trong nhiều đầy như cục dàn ngày xưa, mấy trong mấy cục. Tấn công. Nhiều quá đơn ra lại khó dùng. Mới sáng sớm mà đã có một bác khách qua rước cái đẩy vang về đó. Trong ngày hôm nay thì các bác và anh em nào mà đang có nhu cầu qua tham khảo cái chất âm đến từ thương hiệu Quốc thì có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em, đó là địa chỉ 107 phố Trường Nông Long Biên, Hà Nội đó. Và nếu mà các bác anh em ở xa thì có thể liên hệ với ở bên em qua hai số line trên màn hình nhé, thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bác lựa chọn mua cho gia đình nhà mình những cái bộ dàn âm thanh từ cơ bản cho đến nâng cao để phục vụ cái nhu cầu hát karaoke, nghe nhạc giải trí trong cái dịp cuối năm cũng như cái dịp giáp Tết này. Và hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video clip tiếp theo.